Những dòng nham thạch nóng phun trào từ núi lửa Kilauea ở Hawaii vẫn tiếp tục chảy về thị trấn Pauhoa trên hòn đảo Big, tuy nhiên tốc độ chảy của nó đã chậm dần đi. Nham thạch từ núi lửa Kilauea đã chảy về thị trấn Pauhoa từ nhiều tuần nay, tuy nhiên trong vài ngày qua, tốc độ của nó đã chậm hơn nhiều, chỉ còn vài mét một giờ. Với nhiệt độ lên tới hơn 1.000 độ C, dòng nham thạch này đe dọa sẽ phá hủy nhà cửa, cây cối, hoa màu, cũng như gây tắc nghẽn giao thông ở Pauhoa. Tuy nhiên, chưa có số liệu thống kê chính thức nào về thiệt hại mà nó gây ra ở đảo Big. Hiện dòng nhung nham cách con đường chính của thị trấn Pauhoa chỉ hơn 100 mét. Lực lượng cảnh vệ quốc gia đã được huy động tới hiện trường và dân cư đã được lệnh sơ tán khỏi khu vực. Chính quyền cảnh báo nham thạch có thể làm hỏng các cột điện và khiến người dân phải sống trong tình trạng thiếu điện. Núi lửa Kilauea đã phun trào liên tục kể từ năm 1983, với lần phun trào gần đây nhất là vào ngày 27 tháng 6 vừa qua.